Thầy chào tất cả các em học sinh khối 6 đến với giờ học ngày hôm nay. Giới thiệu với các em, thầy tên là Hà Văn Trung. Thì tiết trước, các em đã cùng với cô Kim Thanh tìm hiểu xong cái nội dung kiến thức của chủ đề thứ hai, đó là chủ đề yêu thương con người. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại một số kiến thức. Cái thứ nhất là phần khái niệm. Thì yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Nội dung thứ hai là biểu hiện. Biểu hiện của yêu thương con người là quan tâm, chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ, giúp đỡ, tha thứ, hy sinh vì người khác. Nội dung thứ ba là ý nghĩa. Yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc, ta cần giữ gìn và phát huy. Đây là một số cái nội dung chúng ta cần ghi nhớ ở cái chủ đề thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sang cái chủ đề mới, nội dung tiếp theo là chủ đề 3, siêng năng kiên trì. Thì cái chủ đề này chúng ta tìm hiểu trong hai tiết. Tiết 1, chúng ta tìm hiểu phần mục 1, phần khởi động. Tìm hiểu mục thứ hai là mã phần khám phá, tìm hiểu phần khái niệm. Tiết 2, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần khám phá, mục 2 ý nghĩa. Và chúng ta luyện tập mục 3 là mã, và chúng ta vận dụng là mục 4 là mã. Bây giờ các bạn lấy sách, giáo khoa, vở và bút ra, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiết thứ nhất của chủ đề. Bạn ghi tựa thứ 5 ngày 14 tháng 10 năm 2021. Ta tìm hiểu chủ đề 3, siêng năng kiên trì. Thì trước khi đi tìm hiểu nội dung của bài á, thì thầy nhắc các bạn, sau khi học xong tiết ngày hôm nay, chúng ta sẽ phải làm bài, một cái bài kiểm tra thường xuyên. Cho nên yêu cầu chúng ta chú ý lắng nghe để làm bài đạt kết quả cao. Chúng ta đi tìm hiểu mục thứ nhất. Mục 1 là mã là khởi động. Các bạn quan sát tiếp lên màn hình nào. Thầy có một cái trò chơi đó là ai nhanh hơn. Bạn nhìn vào, hãy cho biết hai hình ảnh trên đề cập đến đức tính nào của con người. Thì cả hai hình ảnh đều đề cập đến đức tính siêng năng kiên trì của con người.
Thì hình ảnh thứ nhất thể hiện là vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên, người đã giành 8 huy chương vàng ở SEA Games 28. Nhờ cái nỗ lực, siêng năng, kiên trì luyện tập cho nên cô đã đạt được thành tích rất là cao. Giờ hình ảnh thứ hai là Ngô Văn Hiếu đã cõng bạn Nguyễn Tất Minh 10 năm đến trường, thể hiện cái sự kiên trì, sự đoàn kết với tình bạn của mình. Như vậy thì trong cuộc sống chúng ta cần luôn luôn cần phải có sự siêng năng, kiên trì thì chúng ta mới thành công. Thì đó cũng là cái phần các bạn kỳ kết luận ở phần khởi động, đó là siêng năng kiên trì giúp ta vượt qua khó khăn thử thách để thành công. Các bạn ghi cái kết luận này vào trong vở. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang nội dung tiếp theo. Mục 2 La Mã là phần khám phá. Thì phần khám phá, các bạn tìm hiểu mục thứ nhất là khái niệm về siêng năng kiên trì. Một nhỏ. Em hãy đọc truyện và trả lời câu hỏi. Quan trọng nhất là hành trình. Chuyện đọc này trong sách giáo khoa cũng có rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc. 5-6 tuổi, một vụ tai nạn không may khiến Cừ bị mù mắt. Thế là phải nghỉ học. Những ngày đầu tự đi đứng, vệ sinh cá nhân với Cừ là một thách thức. Khi tiếp xúc với chữ nổi, Cừ muốn bỏ cuộc vì quá khó khăn. Rồi Cừ suy nghĩ, nếu mắt không thể sáng lại, mình phải quyết tâm, kiên trì, nỗ lực thường xuyên tập luyện để thích ứng. Cừ bắt đầu quyết tâm học chữ nổi và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị đồng cảnh ngộ qua các clip. Nhờ vào sự siêng năng và kiên trì, Cử biết đọc, biết viết, biết sử dụng máy tính và làm nhiều đồ dùng bằng tay. Không những vậy, Cử còn học đàn và vừa chơi đàn vừa hát rất hay. Mỗi lúc gặp khó khăn, trở ngại, Cử thường tự nhủ, quan trọng nhất không phải là điểm xuất phát mà là hành trình cố gắng thường xuyên, liên tục và không ngừng vượt khó. Hôm nay được tuyên dương và trao tặng bằng khen dành cho gương mặt thiếu niên kiên trì vượt khó vươn lên, Cử cảm thấy thật tự hào về những gì mình đã không ngừng cố gắng. Nước mắt rơi ngọt ngào trên má và nụ cười thật tươi của Cử làm ai nghe đến câu chuyện của Cử cũng đong đầy hạnh phúc. Theo tác giả là Sơn Huỳnh. Vậy qua cái câu chuyện, quan trọng nhất là hành trình mà chúng ta vừa cùng nhau đọc thì cho thầy biết vì sao Cừ được trao bằng khen.
À, cừ được trao giấy khen vì cừ có tinh thần kiên trì, nỗ lực cố gắng vượt qua hoàn cảnh. Câu hỏi thứ hai, và em rút ra được bài học gì từ bản cừ? À, từ câu chuyện của cừ em rút ra cái bài học cho bản thân, đó là chúng ta trong mọi việc chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực hết mình dù bất kỳ ở cái hoàn cảnh khó khăn nào. Rồi các bạn quan sát. Một câu chuyện tiếp theo thầy muốn kể cho các bạn là nụ cười của Hoài Thương. Nguyễn Hoài Thương sinh ra đã không có chân tay do di chứng của chất độc màu da cam. Dù gia đình khó khăn, tuần nào mẹ cũng đưa em đến trung tâm y tế cách nhà vài chục cây số để tập vật lý trị liệu. Ban đầu Thương khó chịu lắm, em đã tính bỏ cuộc, nhưng cố gắng và cố gắng từng ngày một, Hoài Thương tự dặn lòng phải nỗ lực hết mình. Sau gần một năm, Thương có thể tự làm nhiều việc như ăn uống, đánh răng, thay quần áo và cùng mẹ làm một số việc như vo gạo, quét nhà. Rồi Hoài Thương được đi học như các bạn cùng trang lứa. Những ngày đầu tiên đến lớp là những ngày vất vả, tập viết, làm toán bằng bàn tay giả. Dù rất khó khăn, nhưng Hoài Thương không nản chí. Kết quả là em đọc, viết thành thạo. Khi được ai khen tặng, Thương chỉ cười thật tươi và nói, đôi khi em cũng muốn bỏ cuộc, nhưng nếu nản chí thì thiệt là đáng trách. Theo báo Tuổi Trẻ ngày 23 tháng 8 năm 2015. Thì qua câu chuyện trên, các em mới trả lời cho thầy câu hỏi như sau. Một là Hoài Thương trong câu chuyện có gì đặc biệt? Thứ hai, vì sao Hoài Thương có thể tự ăn uống hay thay quần áo phụ giúp mẹ việc nhà và đi học? Rồi từ câu chuyện Hoài Thương em rút ra bài học gì cho bản thân? Và em hiểu thế nào là siêng năng và kiên trì? Thì Hoài Thương trong câu chuyện đặc biệt đó là Hoài Thương sinh ra đã không có chân do và tay do di chứng của chất độc màu da cam. Vì sao Hoài Thương có thể ăn uống thay quần áo giúp mẹ làm việc nhà và đi học? Thì ban đầu Thương rất là khó chịu, tính bỏ cuộc, nhưng cố gắng và cố gắng từng ngày một, rồi Thương tự dặn lòng phải cố gắng nỗ lực hết mình. Sau gần một năm, Thương có thể tự làm việc nhiều việc. Từ câu chuyện về Thương thì em rút ra được bài học cho bản thân, đó là phải cố gắng nỗ lực hết mình dù ở bất cứ cái hoàn cảnh nào. Vậy thì qua hai câu chuyện về Hoài Thương và Cừ thì em có thể rút ra được cho thầy
Siêng năng kiên trì là gì? Vậy thì qua cái sự nỗ lực của Hoài Thương cũng như của Cừ thì chúng ta có thể rút ra được cái bài học về siêng năng kiên trì là gì? Vì siêng năng là làm việc tự giác, cần cù, chịu khó, thường xuyên của con người. Kiên trì là làm việc miệt mài, quyết tâm, giữ vững ý chí, bền bỉ đến cùng dù gặp khó khăn, trở ngại của con người. Thì đây cũng là khái niệm về siêng năng, kiên trì. Các em ghi khái niệm này vào trong vở ghi. Trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có thể thấy là gì, rất là nhiều những cái tấm gương nhờ có sự siêng năng kiên trì và vượt lên số phận của mình để thành công. Thì trong số đó thì các bạn có thể nhìn lên màn hình, ta nhìn hình ảnh này, ta liên tưởng đến ai ạ? Thì đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Lên 4 tuổi đã bị liệt hai tay, 7 tuổi tập viết bằng chân. Với cái sự siêng năng kiên trì và tự tin khả năng của bản thân mình, ông đã vượt lên sự bất hạnh của số phận, trở thành một nhà giáo ưu tú viết bằng chân. Cũng đôi chân ấy, ông đã viết sách, làm thơ, dạy học để vẽ lên một huyền thoại, một tấm gương vượt khó như biểu tượng nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam noi theo. Em quan sát tiếp. Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim, đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng, tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin, cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh kiên trì. Tại một ngôi làng nọ, có một anh nông dân nghèo khó. Dù hàng ngày chăm chỉ ra đồng cày thuê cuốc mướn, nhưng vẫn không đủ ăn. Một ngày nọ, hết cuốc đất, cắt lúa, chàng dễ sợ, mệt quá đi mất. Rát hết cả tay, đau hết cả vai, mỏi hết cả lưng. Mà nhất định phải kiếm việc gì nhẹ nhàng hơn để làm mới được. Sao giữa đường có cái cây bự vậy nè? Trời ơi, còn đâu là hoa của tôi? Thiệt xui xẻo quá đi. Mới ngày đầu đổi nghề mà đã gặp vận xui thế này thì còn làm ăn gì nữa? Chuyện buôn bán chắc chẳng hợp với mình đâu. Phải mau kiếm việc khác thôi. Trời ơi, viên gạch rơi nát chân mình rồi. Đúng.
đồ vô dụng. Bề có mấy viên gạch mà làm rớt hoài. Thế này thì còn gì là gạch của ta nữa. Thôi, ngươi mau mau nghỉ việc, cuốn xéo khỏi đây đi. Làm gì mà lớn tiếng vậy? Nghĩ thì nghĩ, bộ ông tưởng tôi sợ à? Chán quá, đi cả ngày mà chẳng tìm được việc gì làm. Thôi, vào đây nghỉ chân tạm một chút đã, rồi tính tiếp. Trà đá chém gió sảng khoái mát lạnh đây. Ủa, có gì mà mặt mũi cháu sầu não thảm hại thế chàng trai? Dạ, con đang kiếm việc, nhưng từ sáng đến giờ con không làm được gì cho ra hồn cả. Con nản quá ông ơi. Chỉ có một ngày mà con đã thấy nản rồi hay sao? Có chuyện gì nói rõ ràng cho ông nghe xem nào. Ông biết không, cả một tuần nay con chuyển hết bao nhiêu việc rồi mà chẳng có việc nào thuận lợi suôn sẻ cả. Cái gì? Một tuần mà đổi đến mấy việc ư? Vậy ta đã hiểu rồi chàng trai ạ. Ông hiểu ư? Nói cho con nghe xem tại sao con cứ mãi thất bại như thế chứ. Bây giờ con chịu khó lao chiếc bình đồng này trở nên bóng loáng ngang. Lúc nào xong việc, ta sẽ nói cho con biết lý do con luôn thất bại. Như thế này đã được chưa ông ơi? Con lao muốn rã hết cánh tay rồi đó. Chưa được, nó đã đủ sáng bóng đâu. Con lao tiếp đi. Hả? Vậy ông bắt con phải lao đến bao giờ mới xong? Lao gì mà lắm thế? Con chịu hết nổi rồi. Con thấy chưa? Ông biết vì sao con lại như vậy mà. Làm việc gì cũng không kiên trì, động chút là kêu mệt, bỏ ngang thì bảo sao không thất bại. Con mỗi việc lao chiếc bình mà con còn kêu không làm nổi, thì con có thể làm được việc gì to lớn trên đời này đây? Clip chúng ta theo dõi, chúng ta thấy là gì? Mọi công việc chúng ta cần phải kiên trì thì mới thành công được. Qua quan sát lên màn hình, ở trong sách giáo khoa chúng ta có một số hình ảnh. Chúng ta quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi. Bạn dựa vào những hình ảnh cho thầy biết là biểu hiện của siêng năng kiên trì và trái với siêng năng kiên trì. Câu 2. Hãy kể thêm những biểu hiện khác siêng năng kiên trì mà em biết. Chúng ta nhìn vào hình ảnh, chúng ta thấy những biểu hiện của siêng năng kiên trì nó thể hiện qua những hình ảnh như sau. Hình ảnh số 2, số 5, số 6, số 3. Còn những cái hình ảnh biểu hiện trái với siêng năng kiên trì nó thể hiện ở hình thứ nhất, hình số 4. Trả lời câu hỏi thứ hai là kể thêm những biểu hiện khác của siêng năng kiên trì. Đi học chuyên cần, không ngại khó, kiên trì tập thể dục thể thao, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, kiên trì đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, chống dịch bệnh, luôn luôn sáng tạo, tìm tòi, tích cực bảo vệ môi trường, vân vân. Ngoài ra
thì chúng ta có thể thấy một số những cái biểu hiện khác của siêng năng kiên trì. Ở đây thầy sẽ cho các bạn nhìn thấy một số những cái biểu hiện trong học tập, trong lao động, trong các hoạt động xã hội. Trong học tập như là đi học chuyên cần, chăm chỉ làm bài, có kế hoạch học tập, bài khó không nản, tìm tòi, chịu khó học, tự giác học, đạt kết quả cao. Ở trong lao động, chăm chỉ làm việc nhà, không bỏ dở công việc, không ngại khó, miệt mài với công việc, tìm tòi, sáng tạo. Trong hoạt động xã hội, lại kiên trì tập thể thao, thể dục, kiên trì đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực tham gia hoạt động xã hội, tích cực phòng chống dịch bệnh, rồi bảo vệ môi trường, vân vân. Thì đó là một số những cái biểu hiện của siêng năng kiên trì. Đây một số biểu hiện của siêng năng kiên trì chúng ta vừa tìm hiểu. Có những biểu hiện trái với siêng năng kiên trì là gì? Như lười biếng này, sống dựa dẫm, ỷ lại, ăn bám, nản lòng, chóng chán, lười học, lười làm, lười vận động, thấy khó thì bỏ, làm việc dở dang thì bỏ, chán nản, vân vân. Đó là một số những biểu hiện trái với siêng năng kiên trì. Như vậy để chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu được khái niệm về siêng năng kiên trì là gì và một số những cái biểu hiện siêng năng kiên trì và trái với siêng năng kiên trì. Vậy thì siêng năng kiên trì nó có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở cái nội dung tiết thứ hai. Thì cái giờ học của ta dừng ở đây. Thầy có một số cái yêu cầu của các bạn như sau. Đó là cái phần hướng dẫn về nhà. Thì ngay sau khi kết thúc video thì chúng ta sẽ làm một cái bài kiểm tra thường xuyên bằng cái đường link và thời gian làm bài của chúng ta là 15 phút. Cái yêu cầu thứ hai, và về nhà chúng ta sẽ học bài mục 2 La Mã. Cái mục thứ nhất là khái niệm về siêng năng kiên trì. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho tiết thứ hai nội dung bài. Bây giờ học chúng ta thì hôm nay chúng ta kết thúc ở đây.